Xin giới thiệu, đây là cái máy vắt mép hiệu ARB, model là AB24, còn gọi là cái máy cắt góc cạnh trên tấm thép. Thì công suất motor là 1100W, nó có khả năng vát được cắt góc như 15 độ, 30 độ, 37.5, 45 và 60 độ. Đây là vị trí các nút mà để chỉnh cái độ dày mà va cạnh vát, gồm có 0, 3, 6, 9, 12, và tương ứng đây là có các cái góc độ để mà chia cái cạnh vát. Thì theo máy sẽ đã nhà sản xuất tặng kèm cho mình một cái hai cái lưỡi dao vát, có gắn sẵn 12 cái chip cắt trong đây. Khách hàng nào có nhu cầu thì mua thêm một hộp bầu chip cắt, một hộp kim giống như vậy. Thì phụ kiện theo máy gồm có lục giác, còn